Đồng Tháp đề xuất phương án đưa trụ bê tông và thi thể bé trai lên mặt đất. Liên quan đến vụ bé trai lọt vào trụ bê tông sâu 35m, nguồn tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau khi đánh giá thảo luận các chuyên gia tại hiện trường đề xuất một số phương án đưa trụ bê tông lên mặt đất. Theo đó, phương án được các chuyên gia đồng thuận cao nhất là sử dụng kết hợp cọc ván thép và ống vách thép trong quá trình làm sạch đất xung quanh trụ bê tông. Phương án này có thể tóm tắt như sau: cọc ván thép sẽ được đóng xung quanh trụ bê tông, tạo thành một bộ khung 4,8m x 4,8m, đất xung quanh trụ được lấy lên bằng gạo xúc. Từ đáy tầng 1, dùng ống vách thép đường kính 1,6m đóng xuống đến khi đạt độ sâu của đáy trụ bê tông, tạm gọi là tầng 2, và sau đó đất xung quanh trụ được lấy lên bằng khoan vuông xoắn. Sau khi tiếp cận đáy trụ sẽ dùng hệ thống cáp và cần cẩu nhấc trụ bê tông lên, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp thông tin. Như VTC News đưa tin, 11h30 ngày 31 tháng 12, em Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen, tỉnh lộ 857 xã Phú Lợi để nhặt xác. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông đường kính 25cm rỗng bên trong đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ. Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối ngày 4 tháng 1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.